Nhà báo nổi tiếng hé lộ con người của Việt Hương, quan hệ với Hồng Vân, Minh Nhí gây xôn xao. Là người có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ, nhà báo Song Minh biết nhiều câu chuyện hậu trường của làng giải trí. Mới đây, anh gây chú ý khi chia sẻ về con người của Việt Hương, cách đối xử với những đồng nghiệp như Hồng Vân, Minh Nhí. Việt Hương là cái tên được cư dân mạng nhắc đến khá nhiều thời gian qua. Xoay quanh vấn đề làm từ thiện của nữ danh hài, nhiều người dành lời khen ngợi nhưng cũng không ít ý kiến trái chiều xuất hiện. Giữa tình hình đó, sáng ngày 16 tháng 9, nhà báo Song Minh có chia sẻ gây chú ý về Việt Hương. Anh là một trong những nhà báo có tiếng, chuyên về giải trí và có mối quan hệ thân thiết với các nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, Song Minh tâm sự, Việt Hương, ăn cơm tổ nhưng đâu chỉ biết làm nghệ sĩ, định không viết gì về Việt Hương nữa. Nhưng đêm qua Min lại thao thức vì bà, không lẽ Min đã yêu bà rồi sao? Đúng thật rồi, Min đã yêu, tấm lòng quá bao la của bà. Song Minh nhớ lại những việc làm ý nghĩa của Việt Hương trong thời gian dịch bệnh này. Bên cạnh hỗ trợ người dân, cô còn thầm lặng giúp đỡ các đồng nghiệp. Hết chạy đôn chạy đáo lo hậu sự cho soạn giả Bạch Mai, lại lo cho ca sĩ Phi Nhung. Biết tin ca sĩ Y Jang Tuyn sức khỏe không tốt, cô cũng giúp gia đình đồng nghiệp hỏi thăm tình hình từ trong viện. Vừa mới đây, Việt Hương lại giúp nghệ sĩ Phương Thảo chuyển lên viện tuyến trên. Là một trong những người theo dõi sát những hành động của Việt Hương thời gian qua, Song Minh không khỏi xúc động. Anh thay mặt mọi người muốn gửi lời cảm ơn đến nữ danh hài. Theo nhà báo này, Việt Hương không chỉ làm nghệ sĩ giỏi mà còn làm rất tốt những chuyện ngoài xã hội. Tiết lộ thêm về Việt Hương, Song Minh cho biết Việt Hương vốn là học trò của Minh Nhí, từng được nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nâng đỡ vào nghề. Đến hiện tại, nữ nghệ sĩ vẫn luôn nhớ ân tình của người cũ và hết lòng báo đáp. Anh chia sẻ, mọi người có công nhận với Min là Việt Hương càng nổi tiếng càng thấy bà giản dị, dễ gần. Bà biết tôn sư trọng đạo, sống rất có tình với thầy Minh Nhí, có nghĩa với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, những người có công đưa tên tuổi của bà đến gần với công chúng như ngày hôm nay. Nhân dịp dỗ tổ nghiệp, Song Minh mong Việt Hương sẽ luôn được phù hộ, thăng hoa với nghề. Đính kèm bài đăng còn là những hình ảnh đặc biệt của nữ danh hài. Song Minh bật mí loạt ảnh này chưa từng được công bố, cũng chẳng thể tìm được đâu ra. Dưới bài đăng của Song Minh, cộng đồng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Việt Hương. Nhiều người gửi lời tri ân nữ danh hài vì những việc làm tốt đẹp của cô trong thời gian qua. Các fan lại hết lời động viên bà xã Hoài Phương không nên quá bận lòng trước lời đàm tiếu không hay. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.